Yes, anh em đã thấy chưa? Đây là một cái code fan cứng mà một bạn đã cho mình, một bạn fan đã cho mình. Rất cảm ơn. Bạn đã cho mình. Thank you Vitamil rất nhiều. Thank you. Anh em nhiều nhé. Hi. Đó chính là bạn Lương Lê. Cảm ơn bạn Lương Lê rất nhiều luôn. Mặc dù mình không được làm fan cứng nhưng mà tất cả cái tình cảm của anh em đã tạm cốt cho mình sướng quá ai đi. Nên là mình cũng sẽ tổ chức rất nhiều sự kiện cho anh em. Sự kiện là đợt tới này thì là sự kiện là kết thúc cái sự kiện Noel này thì có lẽ tương lai sẽ là một cái sự kiện siêu to khổng lồ Tết cho anh em nha. Một sự kiện Tết anh em hãy đón chờ xem. Tới Tết sắp Tết anh em nha. Làm nhẹ hết con bốt này lại. Năng trời rét thật nha. Tự dưng lại được một cái cốt ăn cứng sướng quá anh em ạ. Những tình cảm của anh em cho mình trân trọng và cảm ơn anh em rất nhiều. Cái 10 cái ngẫu nhiên này anh em này. Dòng ngẫu nhiên này không ra được cái gì nữa đây ta. Cục bao nhiêu đấy? Cục số 1 à? Cái tùy chọn này mở là con gì? Tất cả những cái con tướng nét hồn đỏ anh em ạ, xịn nhỉ. Chọn bất kỳ thôi nhưng mà mình cũng chưa đạt đến cái mức kích được hồn đỏ đâu. Xem cái dòng như số 1 này dùng rồi anh em ơi, trùng rồi. Người đen bị được viên số 2, viên số 5 nhưng mà viên số 7 thì đẹp hơn này. À, 48 không biết có được chọn vào vòng trong không, chọn lọc đã kết thúc này. Vào nhẹ vòng trong đi các bạn ơi. Bây giờ ép con nào lên ngon hơn nhỉ? Sao con này lên trước à? Nó đúng vậy. Cái này ép con trăng ở lên trước. Mình nghĩ ép cho nó lên đồng đều 150 trước hợp lý hơn nhỉ? Ép đều lên thế để dồn ép con Vegeta để tiếp tục lên là đột phá đi anh em ạ. 25 loại. Được đấy, chất đấy. Còn trận PVP đấy của anh em. Thi đấu đánh nhau ấy, Fox Storm. Chuyến luôn em. Team One Hit. Một đam và một team hai đam AOE Aonit team tạp nham. Chỉ team tạp nham đến từ Asuna Senpai trưởng đi nào. Vé đỏ trưởng đi. Ôi, các bạn đều up đều rồi anh em ạ. Trưởng của mình có vẻ không thấm nữa rồi. Con Zaku với con một tinh đội bạn ép lên nhiều ra thở hết rồi. 155 với 160. Sau đây là một trận đấu 2 đánh 1 giữa Black Goku Kid Buu và Vegeta. Ai sẽ người chiến thắng? Yes! Tung trường đạn phá thành công. Này Vegeta thắng rồi. Yes!
Mr. Ken, mình đánh được Mr. Ken nha bạn, nhưng mà mình sợ đến gần sát giờ bị mấy team của Vui khác đánh Mr. Ken nha. Cái Mr. Ken này đang ở trong chiến đội này của mình rồi. Dạo này mấy ngày hôm nay không thấy bạn ấy đăng nhập vào chơi. Đâu hình như mấy ngày không đăng nhập vào chơi bị kích rồi nha bạn. Bị Mr. Tùng đội trưởng kích ra rồi. Mr. Ken Mít 9 thằng hoài, Mít 9 hay Mít 8 gì ấy. Vip 10 chứ anh em, hẳn Vip 10 luôn. Mà chiến lược đang bị đi xuống so với những bạn khác. Vip 4, Vip 6, Vip 8 nhưng bị thua thiệt khá nhiều luôn. Với Mr. Ken đi đâu mất rồi anh em ơi. Liệu bạn ấy nghỉ chơi thì server vui của mình nó bị mất đi những thế lực hùng mạnh. Hơi buồn nhưng mà chấp nhận thôi. Mình sẽ cố gắng đánh vác trọng trách giữ một cái ải tranh đoạt rồng, giữ một cái hành tranh đoạt rồng. Anh em hãy đón chờ xem. Hình như có thể chiếm được tối đa là 4 viên ngọc mà. Anh em chưa 2 team nha. Em chưa 2 team, anh em chiếm 2 thành thì phải, anh em chiếm nhận được 4 viên ngọc ấy. Như team của mình bui một team nó đủ mệt rồi, nhiều ông VIP ông ấy là bui 2 team không hiểu chiếm kiểu gì được 4 viên ngọc rồng khi tranh đoạt ngọc rồng nữa. Chắc là chỉ giữ được 2 thành thôi, tại vì mình thấy 4 viên ngọc khác nhau mà. Chắc giữ 2 thành là cho một cái team cho cái team đột phá, cho cái team cộng hưởng, cho team cộng hưởng khác giữ một thành khác. Thì một ngày thứ 7 tranh đoạt ngọc rồng anh em sẽ được tận những 4 viên ngọc mắt. Một thành đâu đó nó chỉ được tầm 2 viên là thấy mình thấy là cao quá. Chắc được 4 viên chỉ có cách đấy thôi nha. Chứ chẳng còn cách nào khác đâu. Mít tự tùng, mít mở 30 triệu, xác định Phọc Tôn, Summer, mít tê kia. Sư vương này của mình là ít ít người chơi, ít lại hay nữa. Đỡ leo top, ít người chơi mà đánh nhau leo top các kiểu cũng mệt lắm luôn. Cũng tranh giành nhau ác liệt như chứ. Còn mấy cái server mà nạp căng phải lắm. Rồi một lần nữa cảm ơn bạn Lương Lê đã cho mình cái code này nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thank you Vietnamese Lương Lê. Nếu bạn xem được clip lần này thì thank you bạn nhiều. Chả hiểu sao mình tương tác đến cả 2 tháng từ lúc game ra giờ mình tương tác cũng sòng đi bất cứ một cái bài nào mà trả được lên phân cứng thì cả chán thật. Hẳn rất nhiều anh em như mình luôn đấy. Hên là mình có làm YouTube anh em bạn được anh em yêu mến được qua khi thả được một cái fan hit code free tặng anh em. Chứ nhiều bạn tương tác thì chắc cũng cay lắm. Nhìn mấy bạn khác có code mà mình không có code mà cứ mình cũng tương tác như ai thôi. Thôi nên anh em cứ theo dõi kênh của mình đi, mình sẽ tổ chức một cái sự kiện siêu to đợt Tết lần này cho anh em nha. Chắc là sẽ vào cái đợt Tết âm. Tết dương mà phải đi làm các bạn. Tết dương thì chắc là đêm giao thừa. Giao thừa là một cái sự kiện đông nhiều khi chẳng đó chẳng hạn nha. Cảm ơn anh em đã xem clip. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye anh em, see you again anh em nha. Bye bye.